Đáp Tăng Hải Ấn ở Hồ Châu. Hỏi: người xưa tuy đã theo đơn truyền trực chỉ, lại tu tịnh nghiệp mà mong giảng sanh, là vì sao khi ngộ tùy nguyện khởi hạnh, hay là chưa ngộ mà kim tu hai hạnh? Nếu kim tu thì rớt vào tâm trộm, tâm lối tẻ, công phu đâu thành một phiến được. Còn như đã ngộ thì mỗi hạt bụi đều là hoa tạng, chốn chốn đều ở liên miêu, đài sen, mười phương không đâu chẳng được, sao chỉ ưa tây phương thôi? Đáp: kinh có nói tịnh độ có ba: thường tịch quang độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ. Dư chư Phật, Bồ Tát, chư Tổ, từ trước đơn truyền ngộ tâm, đều hưởng pháp lạc của tự tánh, không có người nào chẳng trở về thường tịch quang độ. Đó là nghĩa duy tâm tịnh độ. Như tất cả các cõi nước đều là tịnh độ, tức hoa tạng trang nghiêm thật báo độ, cũng là duy tâm mà hiện. Đối với người cầu sanh Tây Phương tịnh độ, còn gọi là phương tiện hữu dư độ, là một cõi trong hoa tạng trần sát vậy. Đây là với người muốn cầu giảng sanh. Luận nói: chúng sanh mới học, sợ lòng tin khó thành, ý muốn lui sụp, nên Như Lai có phương tiện thù thắng giữ gìn lòng tin, bảo rằng: chuyên niệm Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc phương Tây, tu căn lành hồi hướng cầu nguyện sẽ được giảng sanh, thường thấy quy y Phật, do đó trọn không lui sụp. Đây là người chưa ngộ mà tu. Tức chỉ ý Ngài Vĩnh Minh nói: nếu được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Vậy nếu tu gồm luôn hạnh này, như chỗ luận nói: nếu quán pháp thân chơn như của Phật kia, thường siêng năng tu tập, rốt cuộc được sanh trụ trong chánh định, đây há phải là tâm trộm ư? Đó là chưa đạt được ý của niệm Phật, chẳng biết ý của tịnh độ. Thì biết người đã ngộ chẳng đợi cầu mà tự giảng sanh, thì người chưa ngộ cũng chẳng phải là đem tâm trộm mà niệm Phật cũng có thể sanh vậy. Hỏi: tham thiền quý ở chỗ một niệm chẳng sanh, niệm Phật quý ở chỗ tịnh niệm tương tục. Đó là một môn tham cứu niệm Phật, ý tại diệu ngộ mà được giảng sanh. Nay lúc niệm Phật, tuy tâm với Phật phân minh, lúc tham thì cả hai đều ngồi dứt hết, nên công tham thiền dần dần hơn, niệm Phật dần dần nhỏ nhiệm, lúc khác đâu được vừa ngộ vừa giảng sanh. Đáp: tham thiền quý ở một niệm chẳng sanh, đúng rồi. Nếu nói niệm Phật quý ở chỗ tịnh niệm tiếp nhau, tức là đem bốn chữ danh hiệu Phật bỏ vào trong tâm cho là tịnh niệm, mà chẳng biết rằng bốn chữ danh hiệu Phật nối nhau chẳng dứt, nghĩa là cột niệm chứ chẳng phải tịnh niệm. Vì người căn tánh bậc trung hạ chuyên lấy niệm Phật để cầu sanh Tây Phương, đó cũng là một phương tiện tịnh độ. Nay nói tham cứu niệm Phật ý tại diệu ngộ, là đem một tiếng Phật làm thoại đầu tham cứu, nghĩa là công án tham thiền niệm Phật. Như chư Tổ ngày trước đã dạy người tham thoại đầu với các công án: cây bách trước sân, ba cân gai, cục cứt khô, con chó không có Phật tánh, buông xuống đi, núi Tu Di. Tùy ý mà đưa lên thành một tắc chứa ở trong ngực để âm thầm tham cứu. Chủ yếu mượn tắc này để dứt bạc ý căn, khiến vọng tưởng chẳng khởi, lâu dần thoại đầu thành đắc lực. Hốt nhiên chặt một tiếng như đậu nổ trong kho lạnh, đem hang ổ của nghiệp thức vô minh đập một cái tan thành trăm mảnh. Đó là diệu ngộ. Tham cứu niệm Phật cũng vậy, chỉ đưa lên một tiếng Phật, rồi nghi xét xem là ai, thể cứu sâu xa. Phật này từ chỗ nào khởi, người niệm cuối cùng là ai? Cứ thế nghi tới nghi lui, tham rồi lại tham, lâu dần đắc lực, hốt nhiên liễu ngộ. Đây là công án niệm Phật. Xét thực cùng với thoại đầu tham cứu, nguyên không có hai kiểu. Rốt cuộc, cốt tham đến chỗ một niệm không sanh,
đó là tịnh niệm. Chỉ quán nói, nếu tâm rong ruổi tán loạn, phải nên thu nhiếp lại quay về chánh niệm. Chánh niệm là vô niệm tức là tịnh niệm. Chỉ cần tịnh niệm này chẳng mờ, liền là tương tục. Há phải để tiếng niệm Phật không dứt mới cho là tịnh niệm sao? Nếu thế thì chẳng biết tham thiền, cũng chẳng biết niệm Phật. Nếu tham cứu quả đến chỗ tịnh niệm hiện tiền, thì tịnh độ chẳng cần tìm bên ngoài. Lúc đó một niệm tức đến được thượng phẩm thượng sanh là chỗ đến của hạnh này vậy. Hỏi, lý tức tâm tức Phật chẳng chạy cầu bên ngoài. Tin được, đã thấy được suốt thì liền tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chẳng tạo ương mới. Hồn nhiên hăng hái để chờ thức cạn tự được, hay lại nên khởi nghi tình tham cứu tận lực để cầu diệu ngộ? Đáp, tin được tức tâm là Phật, chỉ là tin suông, phải cần thực hành để chứng ngộ. Nếu không hành chứng mà tin rỗng cũng vô ích. Há chỉ lấy chữ tin liền cho đó là liễu triệt sao? Cổ nhân nói, trước ngộ sau tu, đó là sau khi ngộ chính nên tu hành. Cổ đức nói, người học nếu được một niệm chóng khế hợp với tự tâm, đó là diệu ngộ. Nhưng vẫn còn có chủng tử ác huân tập từ vô lượng kiếp đến nay, gọi là hiện nghiệp lưu thức. Sau khi đã ngộ được đạo lý, trong 12 thời miên miên mật mật trừ sạch hiện nghiệp lưu thức, gọi đó là tu. Chẳng phải bỏ cái ngộ này ra ngoài lại có cái tu. Tịnh trừ hiện nghiệp tức là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, toàn nhờ vào công của ngộ mới có thể có sức trừ sạch thói ác. Nếu chỉ tin suông, lấy gì để tiêu thói xấu? Chỗ nói nghi tình tham cứu chính là công phu trừ sạch hiện nghiệp. Nếu lúc chưa ngộ phải tham cứu chỗ khởi của nghiệp tập lưu thức. Kinh nói, ngồi yên lặng trong núi rừng, quán tự tâm trôi chảy. Nếu đã ngộ rồi, thì chỗ khởi của thói ác một phen chiếu đến liền tiêu, tự nhiên như mảnh tuyết trên lửa hồng. Ngộ rồi tiêu nghiệp cùng với công phu lúc chưa ngộ, hơn nhau như ngày với kiếp, chẳng thể nói đồng ngày vậy. Hỏi, tham thiền tâm có lúc các niệm chẳng sanh, thoại đầu liền đề chẳng khởi, đè cũng chẳng rơi. Lúc ứng duyên, nếu quản đới, đeo mang, lại bị cổ nhân quở trách, mặc kệ thì chẳng thể tiếp tục, chỉ là động tịnh hai bên, làm sao đưa lên tham cứu để chống được tương ưng? Đáp, khi nói tham thiền tạm có lúc các niệm chẳng sanh, nghĩa là chẳng phải thật chẳng sanh, mà là chỗ thoại đầu đắc lực. Chỗ đắc lực này chẳng thể thường, lâu, đến lúc gặp duyên liền mất. Hoặc nếu bị cảnh giới làm dao động, tự nhiên động tỉnh hai bên, nên khởi diệt không dừng vậy. Nếu quả có thể dụng tâm, thì ngay lúc một niệm chưa sanh ra sức, lâu dần sẽ thuần thục. Như thế, bổn thể của một niệm không sanh hiện tiền, thường quang rõ rệt, sáng tối không dời đổi, động tĩnh nhất như mới làm thành một phiến. Đến đây, ứng duyên chẳng cần quản đới, thuận vật hợp đạo. Há có ý cổ nhân của trách cái vô sanh chân thật sao? Về công phu tham thiền, nếu ngay lúc một niệm chưa sanh mà ra sức đề cứu, tự nhiên chống được tương ưng. Nếu đem tam muội ánh chớp, lôi quang, cho là được, thì cuối cùng rơi vào hang của thức tình. Hỏi, Vĩnh Gia nói, ai vô niệm, ai vô sanh? Dân Cư Tề nói, chẳng dứt phân biệt, chẳng bỏ tướng tâm. Dường như sau khi ngộ, có tưởng, có niệm. Còn Dũng Tuyền nói, chẳng cho tẩu tác. Ngưỡng Sơn, thiền quỷ bất tri. Và Thạch Sương, một niệm muôn năm. Lại hình như sau khi ngộ không có tưởng niệm, chẳng lẽ ứng duyên thì có, lìa duyên thì không? Hai nghĩa có không, mong được giải quyết. Đáp,
Người xưa ngộ tức là vọng tưởng tức là ngộ, nguyên không phải là hai loại. Người mê ngồi trong vọng tưởng nên mong diệu ngộ, toàn nói là có cái ngộ riêng. Kinh Lăng Già nói, chư thánh từ trước lần lượt truyền trao, vọng tưởng không có tánh, há có hai sao? Chỉ là lúc mê dùng vọng tưởng, lúc ngộ dùng tự tâm, há có sau khi ngộ lại khởi vọng tưởng sao? Hỏi, Vĩnh Minh nói, trước do nghe hiểu mà tin rồi vào, sau lấy vô tư khế đồng, không riêng tư để khế hợp. Một lần vào cửa tin, liền lên địa vị tổ. Phàm tổ vị rất sâu, nghe hiểu làm sao có thể lên liền. Huống như dân môn, đã thấu pháp thân, hay động sơn, tất khiến dứt ý thức, là chứng không phải hiểu. Chỗ hiểu xưng là tổ vị này, chắc có nghĩa sâu xa. Đáp, kinh có tính giải hạnh chứng là bốn cửa. Hiểu thì có cái hiểu của giải ngộ và cái hiểu của tri giải. Nếu như nghe mà tính nhập là việc của tri giải. Còn như linh dân thấy hoa đào, hương nghiêm nghe chạm trúc, chóng rõ tự tâm, đây là cái hiểu của giải ngộ. Một lần hiểu liền suốt được tự tâm, tức đem chữ hiểu mửa bỏ, nghĩa là vào cửa này rồi, chẳng còn tri giải, liền xưng tổ vị. Nếu nghe việc trong nhà của người khác, hiểu được rồi cho là mình có, há có thể xưng là tổ sư ư? Đã thấu nhập pháp thân, nếu bóng dáng chẳng quên, chính là rơi vào thức tình, hoàn toàn còn tri giải, thế nên cổ nhân chẳng quý nó. Nếu chân thật ngộ, không chỉ hiểu mới xưng là tổ, mà ngay lúc mới phát tâm tức được bồ đề, há có thể cùng tri giải đồng sao? Hỏi, sơ tổ dạy Lăng Già để ấn tâm, hoàng mai khiến tụng kim cang mà kiến tánh, câu chi tụng chuẩn đề, thủ sơn trì pháp hoa, thì dường như tham thiền chẳng ngại việc trì tụng. Dược Sơn chẳng cho xem kinh, Triệu Châu chẳng thích niệm Phật, cho nên Cao Phong nói, thoại đầu miên mật liền là một quyển kinh không dứt. Lại hình như cấm tuyệt tụng trì, mà quý ở chỗ đưa lên tâm ấn. Đến sau lấy tham thoại đầu làm chính, kim trì hoa nghiêm và niệm Phật làm thời khóa. Nay muốn ngưng khóa này, duy tham thoại đầu, chỉ còn nguyện lực, chưa biết được không? Đáp, sơ tổ và tổ hoàng mai lấy Lăng Già và kim cang ấn tâm là vì đạo thiền mới đến, sợ người học dụng tâm sai lầm, nên lấy kinh ấn cho chính tâm, không đến nỗi lầm lẫn, chẳng phải đem kinh làm cái hiểu của mình. Câu chi trì chuẩn đề là dùng chú làm thoại đầu tham cứu, cũng theo duyên mà vào. Như thủ sơn tụng pháp hoa là sau khi ngộ rồi dùng làm Phật sự, tức chỗ nói tâm ngộ chuyển pháp hoa, chẳng phải lấy tụng kinh làm công hạnh. Còn không cho xem kinh niệm Phật, chính là sợ người học mê mất tự kỷ, lấy làm pháp thực để hội. Như người tham thiền, lúc chưa ngộ, chẳng ngại trì tụng để mượn pháp lực gia trì, dùng làm trợ hạnh, như ba kỳ sám hối. Cổ nhân tất chẳng thể thiếu. Nếu ngộ rồi tụng kinh, thì chữ chữ tâm quan, bày lộ đều là diệu hạnh. Há so với bọn noi theo giấy mực, chim xuân kêu ngày sao? Hỏi, chỉ lo không thành Phật, chớ buồn Phật không biết nói. Người xưa dạy thế, người học đời nay chẳng dụ chân tu mà lo cơ phong, chuyển ngữ, lầm vậy. Nhưng tự biết chưa ngộ thì tha thiết nhắc nhõm, chỉ vì kiến địa chưa sáng, sợ là tu mù luyện đuôi, nên giữa thầy trò, bạn đạo cần hỏi đáp thù xướng. Đây chẳng lẽ hại ư? Hoặc giả sức học chẳng rành thương lượng, tất đợi ngộ rồi mới thốt lời, thì kiến địa còn thiếu sót, từ đâu mà khởi hạnh? Huống việc đào luyện lý tánh, quyết trạch đúng sai, như ba lần lên, chín lần trèo, vì một câu mà đi ngàn núi, đều ở khi chưa ngộ. Đáp,
Thời xưa người ngộ tâm gọi là người mắt sáng. Nếu Bậc Tát gia gặp gỡ như hai gương chiếu nhau, chẳng câu nệ có lời hay không lời, tự nhiên chạm mắt đạo còn, chẳng cần nhất định phải thù tạc cơ phong, tranh hơn cho là cao. Người học về sau, cuồng vọng rủi rong, miệng lưỡi lanh lợi, thật chẳng đủ lấy. Nếu là tham học có nghi, thì trước người sáng mắt nên chân thành thỉnh ích, bày lộ bổn tâm. Như thế cũng chẳng phải gặp gỡ qua miệng lưỡi. Đến như rộng tham bậc tri thức, chỉ vì quyết trạch tâm này, đâu ngại lời nói rơi trên cỏ, quanh co, thương lượng bình thực mới là bổn sắc của đạo nhân. Nếu dụ cơ phong ứng thù, thì là việc đầu cửa cuối xong, chẳng phải chân thật. Người chân tham thực ngộ, quyết chẳng rơi vào đây. Hỏi: người thấy tự tánh được tự do đối với sanh tử làm chủ được, có thể chuyển nghiệp lúc lâm chung. Chư tổ kia được tự do thì chẳng luận, còn Thảo Đường Thanh, Thiền Sư Ấn, sao cách đời lại mê? Há ngộ có cạn sâu, tu tập có nặng nhẹ ư? Hay cũng là đại bi tăng thượng, vốn cao thượng mà dấu vết thấp thỏi, nhưng người không tự biết chăng? Không thế thì người học đâu còn tin ở pháp môn kiến tánh được. Đáp: cổ nhân nói, một lần ngộ liền thoát sanh tử, tức là ngộ tự tánh pháp thân, còn có hạt giống tập khí vô minh nhiều kiếp là nhân khổ sanh tử, chưa chóng hết được, nên phải nhiều kiếp tu hành mới thành Phật đạo. Lại như Bồ Tát Thất Tính, đã ngộ tự tánh, địa vị lên bậc bất thối, lại trải qua 42 vị, dần dần dứt tập khí vô minh mới thành Phật đạo. Há có thể đem cái ngộ của Thất Tính liền cho là cứu cánh thoát sanh tử? Thì biết biến dịch sanh tử vẫn cùng với cái khổ nhỏ nhiệm tương ưng, nên nói Bồ Tát có cái mê cách ấm. Chỗ nói chuyển nghiệp chỉ là đạo lực thù thắng, nên có chuyển mà chẳng phải nhất định tiêu được định nghiệp. Thực ngộ có cạn sâu, tập có dày mỏng, nhưng sau khi ngộ, ở trong sanh tử mà chẳng bị sanh tử giam giữ, đến đi tự tại, nên gọi là biến dị sanh tử. Người ngộ tâm này ở trong sanh tử, dù mê cũng dễ giác, ắt chẳng đến nỗi quá điên đảo. Kinh nói, một phen thành thể vàng ròng, chẳng trở thành quặng nữa. Há nên lo lắng sẽ mê lại mà coi thường pháp môn kiến tánh. Nếu vốn cao mà vết thấp lại chẳng luận ở đây, nhưng Phật chẳng thể thoát định nghiệp thì chẳng phải lỗi của ngộ tâm vậy.